Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Bóng Đá. Thưa quý vị và các bạn, với việc để cho đội tuyển U19 Myanmar cầm hòa trong ngày ra quân thì ở lượt trận thứ hai gặp các cầu thủ U19 Australia, đội tuyển U19 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng mới có hy vọng đi tiếp vào vòng bán kết U19 Đông Nam Á 2024. Tuy nhiên, trước một đối thủ được đánh giá đẳng cấp hơn, cùng với việc thua thiệt về thể hình cũng như là thể lực, liệu rằng thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh có thể gây bất ngờ trước đội tuyển U19 Australia trong lượt trận thứ hai tại bảng B vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2024 hay không? Hãy cùng chúng tôi theo dõi những dự đoán của chú rùa nhỏ trong video ngày hôm nay, cũng như những phân tích của chúng tôi và dự đoán chúng tôi về trận đấu này. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Đội tuyển U19 Việt Nam đã tự làm khó mình khi để U19 Myanmar cầm hòa 1-1 ở trận ra quân. Điều này khiến cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh nhỏ đi rất nhiều. Ở U19 Đông Nam Á 2024, chỉ có 4 tấm vé vào vòng loại trực tiếp dành cho 3 đội nhất bảng và đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất. Do đó, Việt Nam gặp bất lợi khá nhiều nếu xét thành tích của các đội hạng 2. Trong khi đó, đội tuyển U19 Australia đã thể hiện sức mạnh áp đảo khi hủy diệt U19 Lào với tỷ số 6-0. Đội tuyển U19 Australia được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay và đang thể hiện đúng sức mạnh của mình. Từ những gì đã trình diễn, việc họ giành ngôi đầu bảng B là điều gần như chắc chắn. Đội tuyển U19 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đội tuyển U19 Australia. Ở trận ra quân, nhiều vị trí trong đội hình đội tuyển U19 Việt Nam tỏ ra căng thẳng, thiếu tự tin dẫn đến thi đấu không tốt. Trước đối thủ chênh lệch đẳng cấp như đội tuyển U19 Australia, áp lực tâm lý dành cho các cầu thủ có thể còn lớn hơn.
Đây là vấn đề mà huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh và ban huấn luyện cần phải làm việc nhằm giúp những chiến binh sao vàng có trạng thái tâm lý tốt nhất. Sẽ rất khó để kỳ vọng đội tuyển U19 Việt Nam đánh bại U19 Australia. Kịch bản lý tưởng nhất là một kết quả hòa có bàn thắng, nếu không thầy trò Hứa Hiển Vinh cần hạn chế tối đa số bàn thua phải nhận, bởi hiệu số là thứ ảnh hưởng nhiều đến cơ hội đi tiếp của đội nếu giành hạng 2 ở bảng B. Đã không có khó khăn nào với U19 Australia trong ngày ra quân khi họ dễ dàng giành chiến thắng trước U19 Lào với 6 bàn không gỡ. Thời tiết nắng nóng cũng không cản được sức mạnh của đội bóng xứ chuột túi khi họ vẫn giữ được sự sung mãn suốt trận dù liên tục thi đấu với tốc độ cao. 6 bàn vào lưới U19 Lào là con số chưa phản ánh hết thế trận, cơ hội được U19 Australia tạo ra. Trước U19 Lào, U19 Australia chơi với sơ đồ 4-5-1. Hàng thủ của đội bóng trẻ xứ chuột túi có đôi lúc để lộ ra những khoảng trống cho U19 Lào tận dụng, nhưng nhìn tổng thể, họ vẫn hoạt động hiệu quả khi bọc lót cho nhau tốt nên đội bóng trẻ xứ Triệu Voi dường như không có nhiều tình huống uy hiếp cầu môn của đối phương. Bộ tứ trong hàng thủ đảm bảo tốt một phần do các tiền vệ thực hiện vai trò đánh chặn từ xa tốt. Có thể thấy, thế công của U19 Australia đa dạng. Họ sở hữu chiều cao lý tưởng nhưng các pha hãm thành của đội bóng này chủ yếu đến từ các pha phối hợp ở tầm trung. Các miếng đánh vỗ mặt từ trung lộ kết hợp với sẻ biên nhanh và mạnh của U19 Australia khiến cho U19 Lào nhanh chóng bị vỡ. Jesse Hollingdale và Adam Bugalia đã tạo sự nhịp nhàng lớn ở trung vực trung tâm, trong lúc hai tiền vệ cánh Yunis, trái, và Thiago, phải, là những mũi khoan lợi hại cả trong chuyền bóng lẫn dứt điểm. Trong lúc đó, mũi công duy nhất Soleimani không chỉ làm tường tốt mà còn là một ngòi nổ đáng gờm với cú đúp bàn thắng cho U19 Australia trước U19 Lào. Rõ ràng, U19 Australia không phải là đối thủ mà U19 Việt Nam có thể tự tin để hướng đến mục tiêu 3 điểm như trước U19 Myanmar, nhưng không thành công. Hơn hết, thầy trò ông Hứa Hiển Vinh chắc phải rút ra nhiều kinh nghiệm sau trận hòa với U19 Myanmar ở trận ra quân tối ngày 18 tháng 7. Trước khi tính đến các phương án tấn công, U19 Việt Nam cần phải đảm bảo sự vững chãi ở hàng thủ. Thủ môn Đình Hải đã làm tốt nhiệm vụ trước cầu môn khi cứu một số bàn thua cho U19 Việt Nam. Nhưng để thủ thành này không phải vất vả hoạt động, các hậu vệ của U19 Việt Nam cần phải chơi tập trung hơn, bọc lót cho nhau hiệu quả hơn, tránh để lộ ra nhiều khoảng trống. Hai cánh cần chơi mạnh mẽ và dứt khoát hơn. U19 Australia tập trung số đông ở tuyến giữa nên U19 Việt Nam chắc chắn cũng phải chú trọng nhiều hơn đến nhân sự và chất lượng nguồn nhân sự ở khu vực giữa sân. Chỉ khi thực hiện hiệu quả khả năng tranh chấp, kiểm soát bóng ở giữa sân thì lúc đó, áp lực cho hàng thủ sẽ giảm bớt, đồng thời, cơ hội cho hàng tiền đạo cũng sẽ lạc quan hơn. Có thể, huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh sẽ có thêm giải pháp theo hướng thay đổi đội hình xuất phát bằng những cầu thủ đã gây được ấn tượng khi vào sân từ ghế dự bị sau khi bị U19 Myanmar gỡ hòa. Chia điểm với U19 Myanmar khiến U19 Việt Nam bị đẩy vào thế khó trong cuộc đua ngôi đầu. Muốn mở rộng cánh cửa đi tiếp, đoàn quân của ông Hứa Hiển Vinh buộc phải thắng. Dù vậy, đây là nhiệm vụ không dễ bởi U19 Australia được đánh giá cao hơn rất nhiều. Tất nhiên, bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ, nhưng để biến điều đó thành hiện thực, U19 Việt Nam cần phải chơi tập trung, chơi với hơn 100% sức lực và thật sự hiệu quả trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Với quy định ở giải đấu năm nay, chỉ có 3 đội đứng đầu 3 bảng giành vé trực tiếp vào bán kết, vé còn lại dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. U19 Việt Nam đã bị đẩy vào thế khó. U19 Việt Nam sẽ cần phải thắng, hoặc ít nhất một điểm, để có cơ hội cạnh tranh. Tuy vậy, U19 Australia đã chứng minh rằng họ luôn là đối thủ khó chơi với U19 Việt Nam. Lịch sử đối đầu giữa hai đội chứng kiến 7 lần gặp nhau từ năm 2012 đến giờ. Kết quả nghiêng hẳn về U19 Australia với 5 chiến thắng, U19 Việt Nam chỉ có 2. Trận thua cách biệt lớn nhất của U19 Việt Nam là 4 bàn ở 2 trận giao hữu vào năm. Sau đó là các trận thua cách biệt 3 bàn vào các năm 2016 và 2019. Ngoài 2 trận giao hữu, U19 Việt Nam và U19 Australia 3 lần gặp nhau tại giải U19 Đông Nam Á, 1 lần tại vòng loại U19 châu Á và 1 lần ở vòng chung kết U19 châu Á. Tuy thắng ít hơn nhưng U19 Việt Nam cũng có một kết quả gây ấn tượng mạnh là tỷ số 5-1 trước đối thủ vào tháng 10 năm 2013. Đó là khi hai đội đá vòng loại U19 châu Á, với đội hình có những Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh, Duy Mạnh, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Guillaume Gratien. Cũng ở trận đấu đó, Công Phượng lập cú đúp, trong đó có màn solo qua một loạt hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm. Đến giờ, đó vẫn là pha bóng được nhớ đến nhiều nhất trong sự nghiệp của Công Phượng.